Cầu vượt trên quốc lộ 50 đoạn giao với cao tốc Bến Lức Long Thành thuộc xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh sẽ được chủ đầu tư đưa vào khai thác cuối tháng 10 này. Đây là một trong hai cây cầu vượt quan trọng tại nút giao cao tốc Bến Lức Long Thành. Hiện tại cầu vượt đã hoàn thành xây dựng phần kết cấu chính, đang hoàn thiện các hạng mục còn lại để đưa vào khai thác. Bên cạnh đó, nhà thầu đang xây dựng một đơn nguyên khác song song với cầu vượt này. Được biết, khi cầu vượt được đưa vào khai thác sử dụng, khu vực nút giao sẽ được nhà thầu khoanh lại để tập trung thi công, hoàn thiện các hạng mục còn lại. Từ tháng 11 năm 2024, Ban Quản lý các đường cao tốc phía Nam VEC đề nghị khai thác tạm đoạn 3,4 km từ nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đến nút giao quốc lộ 1A thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh và đoạn 6,1 km từ nút giao Phước An đến nút giao quốc lộ 51 thuộc tỉnh Đồng Nai. Đặc biệt phân đấu thông xe đoạn 18 km từ nút giao quốc lộ 1 đến đường Nguyễn Văn Tạo vào trước Tết Nguyên Đán 2025. Cao tốc Bến Lức Long Thành có tổng chiều dài gần 58 km, đi qua các tỉnh Long An 2,7 km, Thành phố Hồ Chí Minh 26,4 km và Đồng Nai 28,7 km. Khi khai thác tạm, các phương tiện được lưu thông ở 3 mức tốc độ, cao nhất là 100 km một giờ, tương ứng khoảng cách tối thiểu với tốc độ này là 70 m. 80 km một giờ, khoảng cách an toàn tối thiểu là 55 m. Tốc độ trên 60 km một giờ, tương ứng khoảng cách an toàn tối thiểu 35 m. Tại các nút giao, vận tốc tối đa được lưu thông là 40 km một giờ. Tại các đường dẫn, vận tốc tối đa là 60 km một giờ.